vangngoc957.com, shop bán vàng bán ngọc giá cao, bán cả 10 xe hư. Anh em nào có nhu cầu mua vàng ngọc tự động, nạp thẻ tự động vào vangngoc957.com nha. acc957.com. Shop bán ạc, mọi thể loại dịch vụ. Ừ. Bán ngọc luôn, bán vàng luôn, ừ cái gì cũng bán ở trên acc957.com. Nếu anh em có nhu cầu mà kiểu như là bán nick thanh lý nick, không chơi game nữa, liên hệ Facebook, Zalo, Fanpage ở bên dưới phần mô tả. Đó, được chưa nhà tài trợ? Được chưa? Như thế đã được chưa? Mấy cả clip không quảng cáo thôi mà nói quá à. Ê, ghét thật chứ. Trước mắt mọi người đó chính là cây đậu 9 và cây đậu 7. Sau một thời gian quẩy tát nát tại Server 5 cùng anh em sói cô độc thì nay mình đã trở lại Server 10. Đấy, một trong những server rất tâm huyết của mình. Đấy, ạc vẫn còn 23k ngọc quẩy bữa giờ. Đấy, nói chung là quẩy bữa giờ nó gọi là phê pha bất tử luôn. Đấy, thì hôm nay là mình ốc trâu thì vẫn là 4 món 7 sao như bình thường thôi. Cái giày 6 sao, tất cả đồ của mình đều là đồ tự đập, tự phang, tự đập cấp luôn anh em nha. Hai set cấp 4, hai găng cấp 8 và cấp 7 đấy, anh em thấy rồi đấy. Hoa hồng thì mình viền anh em biết rồi. Ặc thì nói chung là ặc của mình rất mượt. Ngày hôm nay mình sẽ cầm mặc này đi săn boss, nhưng mà mình mua thêm một con ặc nữa. Bao nhiêu ạ? 16 triệu 6 cây. Chưa có bet. Có bet vào khoảng tầm 18 triệu cây thì bá đạo luôn. Đấy, thì bây giờ là cho mọi người xem con ặc mình mới mua, S2 đăng đức. Đấy. À, Namex Bem á, mà kẹp xây ra để săn boss á. Bình thường rồi. Nay Namex Bem kẹp Namex KI đi săn boss thì đỉnh cỡ nào, anh em phải biết nhá. Lâu lắm rồi mình chưa làm về set KI, hôm nay sẽ làm. Đó. Đây thì là 2 set 6 sao hết, ép hết toàn bộ KI 30% nhá. Đấy, ép hết toàn bộ KI 30%, không có bet, 16 triệu 6 KI. Đấy, 16 triệu 6 KI. Thì cho mọi người xem là hai set đồ rất là đẹp nha mọi người. Set cây thì nó rẻ lắm anh em, nhưng mà trái chơi ít người chơi lắm. Đấy, nói chung là set cây ít người chơi. Dám lên tập 6 sao luôn. Đó, xe 10 nha mọi người. Hai set cây 30%. Bây giờ mình sẽ mở máy tính lên này. Đấy, ở đây thì là chỉ vào cái cây nha mọi người, 130%. Đó, sát thương là 130 thì mọi người chỉ cần lấy 16.610.952 nhân cho lại 13 1.3. Đó, là mình sẽ laser được 21.500.000 nha mọi người. Laser được 21.500.000. Rất gì và này nọ nhá. Rất gì và này nọ luôn. Ngày hôm nay mình sẽ trở lại xe 10. Lần đầu tiên dùng một Namex Bem phối hợp với một Namex KI để đi săn boss, tức là hai Namex nha. Hồi xưa là mình toàn dùng xây ra với Namex hoặc là Namex với lại trái đất, chứ chưa bao giờ dùng Namex với Namex cả. Hôm nay Namex 16.600.000 không cần bet luôn anh em ạ. Laser 21.500.000 sẽ đi chơi với lại ốc trâu. Đó, giao mát cùng boss nha mọi người ơi. Lâu lắm rồi chưa chơi Namex laser, hồi hộp quá anh em ạ. Lâu lắm rồi đấy, chắc cả mấy năm quá. Cái từ cái thời mà gọi là Namex cay không còn được ưa chuộng nữa thì mình cũng không chơi nữa, chuyển qua Namex né đòn với sức đánh không à. Hôm nay mình mới trở lại kẹp hai Namex chơi. Đấy. Thôi, boss câu lơ đầu tiên nào. Hồi hộp quá anh em ơi, lâu lắm chưa chơi Namex cay, không biết dạo này tay nghề sao. Hồi xưa là mình laser xong mình ấn Masenko là laser được luôn, cài hết rất ghê. Bây giờ anh em mình nó phết rồi. Ôi, con đầu tiên không rớt gì. Mình đang có mặt tại thành phố băng giá nha. Thành phố của những chú câu lơ. Thì mình đề nghị là admin gọi là tăng tỷ lệ rớt đồ ở câu lơ, có thể tăng HP luôn, cho HP boss lên 500 triệu cũng được, 1 tỷ cũng được. Miễn sao là thường xuyên rớt đồ cho anh em săn. Một ngày rớt tầm 40 con bot, 48 con bot thì một ngày 48 con bot thì cho khoảng tầm 25 con bot rớt đồ đi. Rớt găng da cùi rồi rớt đồ cùi cũng được. Đấy, nó có đáng nhiều đâu. Mà kích thích anh em chơi game. Admin có nghe thì nhớ làm theo đó. Đẩn thối nè. Nói không chịu nghe. Toàn làm cái gì đâu đầu đâu đâu mà. Chỉ cần cho bot câu lơ hay rớt đồ là được. Rớt đồ 3 sao đồ nó đáng giá nhiều. Giá vàng như hiện tại thì không có chuyện làm phát được. Một cú laser. Vâng, một cú laser thần sầu vừa được tạo ra từ S2 đăng đức, ặc mới của còi ốc tiêu. Đấy, lâu lâu tậu KI về, mình sẽ tới với lại Super Black Goku. Đấy, đề nghị tăng tỷ lệ rớt dày thần trong Super Black Goku luôn. Đấy, rớt cho anh em nó săn cho có hứng thú chứ. Cái dày thần không sao, 1 sao, 2 sao, 3 sao nó đáng nhiều đâu anh em. Không đáng nhiều hết. Mà anh em kích thích lên, anh em đầu tư 10 triệu, 15 triệu. Cháy. Trời, Super Black mà nó bem như kiểu chạy giặc vậy. 200 này. Rớt gì không? Rớt gì hay không? Rớt dây thân nào.
xem mình bem rớt. Ui nhẫn kìa anh em lượm đi, mình không lượm đâu, biết là của mình nhưng mà lượm làm cái gì. Của người ta, của người ta. Thôi chúng ta tới lại thị trấn Kinder này, săn con này luôn, lâu lâu làm clip. Còn con này để anh em làm nhiệm vụ chứ săn gì. Không rớt 4 sao anh em ạ. Mình bem lần 2-3 triệu HP thì 2 triệu 3 triệu HP một lần, xem hoàn thiện rớt 3 sao nào. Nào nào nào. Thôi chúng ta tới với lại xin bảo hung nhá, xin hoàn thiện đầu này, rớt 3 sao. Chạy gấp, chạy gấp, chạy. Ừ chạy qua này đỡ mất ngọc, một ngọc hồi sinh nữa anh em ơi. Còn nếu anh em bật khiêng nó mất KI lúc laser không còn mượt nữa. Một cú laser này, laser chớp nhoáng. Ui chết mẹ rồi, không ma nó bèm nhanh quá, laser không kịp luôn anh em. Để làm sao mình rút kinh nghiệm nhá. Bèm nhanh quá. Rồi chúng ta tới với Black Goku này. Săn bót rất phê anh em ạ. Hai con Namex săn bót cũng được ấy chứ. Được, một con bem một con cay săn vẫn mượt. Nãy giờ mình thấy là vẫn gọi là mượt lắm. À, Black Goku này rớt gì không ạ? À? Cho quả rớt chạy thần con nào. Bố mày hà đi mình ạ. À. Cho quả rớt chạy thần đi. Cho quả rớt chạy thần cho lấy cái động lực cái nào. Mày cải thế nhở. Chúng ta tới là câu lơ nhé. Qua lượm một món đồ 5 sao 6 sao chơi chơi. Nhìn săn vậy thôi anh em mà săn thường xuyên, thỉnh thoảng nó rớt đồ. Để mình kêu admin là bây giờ admin chỉ cần lên một bài thôi, tăng tỷ lệ rớt đồ từ bot là anh em mày thề luôn, sắm mặc vá cả chơi sướng luôn. Đấy. Câu lơ 2 100 triệu HP anh em nhá. Bây giờ 500 triệu HP nó đánh còn chết chứ 100 là cái gì. Anh em mẹ bem mẹ lần mấy triệu HP một lần một hit. Trời. Để mình laser cho nó cái, mình canh mình laser cho nó cái này. Trời ơi, mẹ chết luôn kìa. Dã man. Nhanh thật sự ấy. Thôi chúng ta lại thị trấn tiếp. Ôi, 4 sao. 4 sao cảm giác lượm đồ sướng lắm anh em ạ. 4 sao nữa, viên 4 sao nữa nào. Ơi không được, được viên 4 sao. An ủi á, kiểu như quá an ủi á, nãy giờ chạy mệt nghỉ á. Thôi làm viên 3 sao anh em ơi. Là ôi sao lại chết giờ này? Đừng. Đừng anh trai, đừng anh trai. Viên 3 sao bạn. Nãy giờ được viên 3 sao mới lượm luôn. Thằng cha mày. Ôi tớ xin hoàn thiện lấy viên 3 sao của con nào. Nào tấn công đi chứ, yếu ồm mà nào tấn công đi chứ, cho mi biết sự lợi hại của ta. Chạy nhanh. Đấy, rồi quay lại, chạy rồi quay lại anh em ạ. Không nó chết, nó mất ngọc. Con này 60 triệu anh em nhá. Xin bảo hung này rớt 3 sao 60 triệu, rớt 2 sao. Nào làm viên 2 sao nào. Để mình test cú laser thần sầu cho anh em coi. Laser thần sầu. Nào. Ui, mẹ nó bem kìa. Bem mẹ, bem dã man thật. Thôi tới Black Goku nhá. Black Goku 55 triệu kêu thằng qua trói đó. Trói cái anh em ơi, Thiên ơi, 2007 ơi, trói cái. Gấp đi. Rồi, rất mượt anh em nhá. Thổi nhanh. Thể nó nhanh thì không ai bằng luôn. Rượt cái nhẫn đi cho anh em, rượt cái nhẫn đi. Anh em, một số anh em đi kiếm nhẫn rất vất vả, có khi kiếm cả đêm không thấy đâu. Đến lúc mà con rớt nhẫn á, thì nó lại không phải của anh em. Rất là đau lòng. Thôi tới câu lơ nhá. Hai con Black không có gì luôn. Câu lơ cũng chả thấy ai đây này. Thôi để một mình xỉ xử luôn, xử tử con cô lô nồi luôn. Nào cô lơ, hãy rớt đồ nào, hãy rớt đồ cho ta. Nào nào cô lơ, 7 triệu. Buồn thế nhở. Nhảy qua này. Cô lơ 2 100 triệu mà kìa. Trời 90, 80 mẹ. Máu tụt nhanh như điện ấy. Đề nghị admin ra bot lươn điện. Một cú lá dây thần dầu. Ôi dồi ôi, rớt đài luôn. Không có gì, có cục vàng anh em ạ. Trời ơi, thằng Hople vừa qua cái câu lơ chết mẹ rồi. Nó đang chắc bị ngáo luôn á. Super Black nhá. Làm con super giải tỏa căng thẳng, rớt cái dây thần. Lâm cái dây thần 7 sao. Bán kiếm 1,5 triệu xài. Trong mơ anh vẫn tưởng hay mơ như thế. Ui dồi ôi. Nói chung là mình mà rớt đồ thì mình cũng cho anh em hết à.
Rồi, sên mẫu hung rớt rồi. Nhảy xuống dưới nào. Sên hoàn thiện này. 4 sao, lại là một món quà an ủi đến từ admin. Mình chỉ cần gom thêm 5 viên 4 sao nữa là mình được viên 3 sao rồi. Sên hoàn thiện không rớt gì luôn. Bố tổ toàn được viên 4 sao, 4 sao thì rớt liên tục. Trung bình tầm một boss nó rớt, hai boss nó rớt lần. 4 sao thấm thía ở đâu? Đề nghị admin là tăng tỷ lệ rớt đầu từ boss. Mẹ. Boss tỷ săn đã khó rồi. Mà nó có xứng đáng nhiều. Chả thấy rớt đầu đâu, tổ cha mày. Chửi thế admin nó mới ra. Chửi nó mới nghe được. Rớt viên 3 sao này. Tâu đỡ chửi mày, nó vừa nói xong. Thôi, bây giờ con tiếp theo rớt viên 2 sao này. Con này rớt viên 2 sao tao không chửi nữa, hứa luôn, hứa với lòng luôn. Hứa. Clip này rớt viên 2 sao không chửi nữa. Laser thần sâu. Không có ai hết để mình xài cú laser thần sâu anh em nhé. Đấy, 15 triệu 7. Chết mày nè. Ủa? Ủa sao 4 triệu 9? À. Thôi để em hết mẹ nó là hết mẹ nó item. Bố tổ nó làm nó nhảy vô góc luôn. Đấy, không rớt 2 sao luôn anh em ạ. Hơi quê nha. Hơi quê. Đôi khi anh em phải bỏ qua những cái gọi là quê như thế thì anh em nhớ, thể với anh em luôn. Những cái mà mình bị quê là anh em nhớ dai lắm. Còn những cái mà ăn bót đồ, những cái highlight ăn bót đồ anh em quên hết. Ừ. Anh em cũng hay lắm. Anh em cũng hay lắm ạ. Mấy cái mà chọc quê anh em nhớ dai, cả năm sau anh em vẫn nhớ. Ơ một năm trước thằng còi ăn câu lơ xịt kìa. Ừ đó. Ừ đúng không? Này thì xịt này. Đấy, này thì xịt này. Bây giờ nó rớt đồ mà nó rớt trong hốc thì cũng bốc cứt màn. Về lấy cái laser anh em phải vào đài hội phẫu thuật. Ừ, mẹ vào nhầm nữa. Vào đài hội phẫu thuật 23 nhá. Anh em lấy cái laser. Anh em khiêu chiến với lại boss. Anh em lấy cái laser. Quay trở lại không biết kịp không. Đừng có bem anh em ơi. Đừng có bem. Lấy cái laser ấy. Nói chung là mình dùng ốc trâu bem thì cũng được. Nhưng mà thôi, lấy cái laser quay trở lại cho nó chắc cú. Vừa bem vừa laser. Nào, bót nó rồi, chỉ vào bót cái. Rồi, chỉ vào được rồi anh em ơi. Tí nữa tầm 20 triệu mình cho một cú laser vào thẳng đầu. Nào, con bót cuối cùng rớt đồ cái nào. Giờ nãy giờ không biết mình quay được bao nhiêu con rồi nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng hơi dài dài. Lúc edit lại thì hơi dài dài rồi. 18 triệu, một cú laser thần sầu đến từ S2 Đăng Đức này. Ui, mẹ đéo rớt gì, bực đéo ghê đi. Sau khi kết thúc gọi là cái một cái gọi là hành trình săn boss thì mình đã trở lại, và lần này mình sẽ đập đồ cho Ốc Trâu. Cái hạt cây thì đập lên 7 sao thì cũng vô dụng anh em, tại vì cây đập lên 7 sao thứ nhất là nó có hơn nhưng mà nó không hơn bao nhiêu, với lại nó mất cái giá trị của đồng tiền đi anh em ạ. Đập lên 2 set 7 sao thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà gần như bán nặc không ai mua. Đó, cái đồ cây là gần như bán nặc không ai mua anh em. Còn cái hạt mà Ốc Trâu này thì mình có được cái găng cấp 8 này, khá là ngon anh em ơi. Đấy, thì là mình sẽ đi đập đồ. Hôm nay mình được thằng Phi nó chỉ cho là nếu anh đập đồ thì anh on phó bản thường. Anh chịu khó bắn thỏi vàng từ từ cũng được. Anh on khu 14, rồi anh đập một lần đập hai món thôi. Đấy, thì mình sẽ chọn hai món, đó là cái găng với lại cái găng với lại cái radar đi nha. Đấy, thằng Phi nó bảo đập lần hai món thôi, rồi anh cứ đập vậy thôi. Đấy, đừng có đập nhiều, đập lần hai món. Rồi ok, hôm nay nghe lời Phi đập lần hai món thôi. Đấy. Nó bảo là anh on phó bản thường. Đấy, đập rồi cứ đập lần đập thỉnh thoảng đi 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 lại đó. Cứ đập 3-4 phát là anh này đi 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 lại phát. Ok, hôm nay nghe lời đàn em tí. Rồi, 3-4 phát. Đấy, rồi đi 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 lại. Đấy, nó có kêu là anh đập mà không lên thì nhớ đổi lại khu. Đấy. Khu 14 khu may mắn. Đấy. Cũng ráng anh em ơi, đập lần hai món thôi. Đấy, đàn em nó bảo thế, đàn em nó bảo sao mình phải làm vậy. Nó chỉ mình phải nghe. Nó chỉ là mình phải nghe, được cái là mình biết nghe lời lắm. Lên đều đều cho mình là được.
Còn 1B nó 1B là 1 tỷ anh em nhá. 917 mê là 917 tỷ. B là tỷ, M là triệu. Em chỉ hay lắm. Em chỉ hay lắm Phi à. Anh cảm thấy kiểu như là biết ơn á. Hay chứ. Không biết cái thủ thuật kiếm từ đâu ra hay chứ. Ừ, chỉ hay á. Khu 14. Đập hay chứ. Đập nãy giờ lên vù vù luôn. Hay á. Chắc mình không đăng clip này lên nữa đâu. Tại thủ thuật hay quá anh em ạ. Lần này mình quyết định sẽ đập áo với quần anh em nha. Đập mỗi món 3 hit. Đúng làm y bài luôn. Dạo này đập đồ admin khó kinh khủng luôn. Mấy ác của mình đập khó. Mấy lần đập không lên. Không làm clip đập cũng không lên. Có bữa mình đập 5-6 tỷ có quay rồi. Nhưng mà kiểu như là mình không có lên clip. Tại đập đồ có lên đâu mà lên clip làm gì. Chỉ có hôm nay á thì mình gọi là mình không biết trước. Mình đập rờ rần rận luôn anh em ạ. Đập rờ rần rận. Lên hay không lên mình vẫn đăng. Đấy, thế để cho anh em hiểu được là có những lúc á mình không quay clip đập là 5-6 tỷ á, có quay clip nhưng mà không lên thì thôi mình không đăng. Đấy, nên là anh em cũng phải hiểu cho mình. Đó, đập đồ không phải cứ khi nào gọi là ừ, trời ơi, đập đồ không lên mà cũng đem đăng. Đấy, nó kỳ lắm. Hoặc là có những lúc mà mình đập hai mấy tỷ, ba mấy tỷ ấy thì là không lên mình cũng đăng. Đó, còn có những lúc mà đập như thế này, đập có những lúc đập 5-6 tỷ không lên đăng làm cái gì. Đập 2-3 lần là 10-15 tỷ rồi đấy. Nói chung là anh em đập đồ thì nhiều lắm. Chứ còn mà ai đập đồ cũng đăng clip thì có mà đầy rẫy rồi. Giống như thằng Phi ấy, thằng em mình ấy, nó đập đồ đập. Có lúc anh em biết nó đập lần mẹ 4-50 tỷ, cả trăm tỷ. Có lúc đập cả trăm tỷ luôn. 2-3 ngày đập cả trăm tỷ luôn. Có đăng đâu. Xịt tiếp. 2 tỷ cuối cùng mình sẽ dí vào cái giày. Hôm nay mình chỉ đập 6 tỷ thôi anh em ạ. Mình tính đập khoảng tầm 15 tỷ mình nghỉ mà thôi. Hôm nay mình sẽ đập 6 tỷ thôi. Không có cái động lực anh em ạ. Thật sự luôn á. Không có cái động lực, không đập được. Thật sự luôn. Mình cũng không biết sao mà mình không có cái động lực đó. Thôi dí lại chứ xong rồi. Chủ yếu là làm cho nó xong rồi. Thà làm cái săn bot này nọ còn có động lực. Nó mất thời gian nhưng mà nó có động lực. Còn đập đồ này thề không có động lực. Không biết sao đập nó không lên cái cảm giác á. Nó mất cảm giác luôn rồi anh em ạ. Mình biết là mình đập ít nó không lên. Nhưng mà để ok. Để ok à, khi nào mà đêm đêm mình rảnh rảnh mình mang 20-30 tỷ ra mình phang để coi. Nếu lên thì mình cho lên clip cho anh em xem. Còn nếu không lên thì thôi. Đấy thôi đập đại đi. Đập đại giao dịch 2 tỷ đập đại. Nó bây giờ nó lên. Khi nào mà nó lên á thì mới có cảm giác. Còn nó không lên chịu thôi anh em ạ. Thôi được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này nhá. Chúc mọi người luôn luôn tốt lành. Mình khi nào cũng muốn mọi người luôn luôn tốt lành. Luôn luôn có những nụ cười. Luôn luôn hạnh phúc. Và luôn luôn nhá. Mình khi nào cũng mong muốn như vậy.